Dạ thôi, cậu thương mình thì mình biết là được rồi, cậu thương hết tất cả mọi người trong gia đình á. Chị Nga vẫn đang ở nhà của cậu nha, chị Nga vẫn ở đây và mọi người vẫn rất là yêu thương nhau, cho nên mọi người đừng có lo, không có gì phải lo. Và mọi người thông cảm giùm Phượng là khoảng thời gian này Phượng sẽ tránh kể những cái chuyện về gia đình, về cậu. Phượng biết là mọi người rất là quan tâm, nhưng mà mọi người biết không, trong khoảng thời gian này á, mình nói cái gì á cũng sẽ có rất là nhiều chiều hướng khác nhau, rồi có thể là cắt ghép, có thể là nghĩ theo một cái kiểu khác nữa. Dư luận nó quá nhiều chiều, cho nên là Phượng cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái việc đó. Và Phượng nghĩ là cậu cũng sẽ không vui vì khi thấy gia đình và thấy cháu mình có những cái áp lực như vậy, bởi vì sự mất mát của gia đình nó cũng đã quá lớn rồi. Dạ. Ừ, đúng rồi. Bây giờ mọi người ở ngoài mà mọi người còn buồn thì Hồng Phượng làm sao mà không buồn được. Chuyện thì nó cũng đã xảy ra, bây giờ mình sẽ sống và mình phải tiếp tục cái con đường mình đi, và mình phải cố gắng. Dạ. Yeah. 7 năm trời, có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra vui buồn, có biết bao nhiêu chuyện. Đáng lẽ ra là năm 2019 là Phượng làm cái live show cùng với lại cậu, với chủ đề là Thương Hoài 2 tiếng cải lương, người đưa đò năm. Đáng lẽ là năm 2020 á, là Phượng đã lên nói với cậu là để kỷ niệm 50 năm nghề của cậu, và cậu cháu đã ngồi bàn tính với nhau hết rồi là có thể làm. Nhưng mà cuối cùng là năm 2020 là cậu bị bệnh rồi cộng với dịch nữa. Tới năm 2021 là nguyên một năm là kéo dài và dịch bệnh luôn. Tới năm 2022 á, là nếu như không có gì trở ngại, có thể là cũng sẽ có một cái show cậu cháu với gia đình với nhau luôn đó. Nhưng cuối cùng là cậu bệnh. Từ đầu năm là cậu đã bệnh rồi, bệnh đến cuối năm luôn, không thể nào làm được cái gì cả. Cho nên là bỏ lỡ hết hai mấy năm trời, là từ năm 2020 đến năm 2022 là không làm được gì cả. Chứ nếu không thì chắc là cậu cháu cũng đã có những cái kỷ niệm đẹp với nhau nữa rồi. Cũng rất là buồn. Bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy là cái thời gian đó nó phung phí quá. Bởi vì dịch bệnh, bởi vì cậu cũng bệnh, cho nên là mình không làm được cái gì hết trơn. Bị uổng á, bị tiếc á mọi người. Cảm ơn mọi người tặng quà cho Phượng nha.